Đến hẹn lại lên mấy ní ơi, nguyên một hào luôn nè, hoang dã ma ha chai guitar gì có đủ hết. Bữa nay lên lại hoang dã thái ma ha chai rồi nè mấy ông ơi, có guitar FB Landen gì đủ hết. Tí mình lên keo show cho anh em xem sơ sơ nha. Mấy em này cá tơ mà nó bung đuôi tim hết rồi đó mấy ông. Đây là em ma ha chai nha, mỗi con nó có mỗi nét đẹp riêng. Thì cái dòng này á, cái đuôi á, nó áp bích, nó đuôi nhọn như cái lá bồ đề á. Đó, mấy cái tia nó cũng rất là đẹp. Mỗi dòng nó có mỗi đặc điểm riêng nha. Bên này là dòng guitar nè, form con guitar này cũng đẹp, nó kè rất là đầm luôn. Con nào đuôi cũng ách bích, đuôi lá bồ đề á, nhìn đẹp ghê chưa. Mỗi con đó, nó có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Anh em thích dòng nào á, thì cứ ới mình nha. Còn anh em thích màu đỏ nè, đó có màu đỏ lộng lẫy luôn, FB Landen Red nè, rất là đẹp luôn, kè cũng rất là đầm. Dòng này thì mình có đuôi ngắn và đuôi dài luôn nha, ai thích đuôi ngắn thì chơi đuôi ngắn. Đuôi ngắn thì cái form nó cũng giống giống như Mahachai với thằng guitar, đuôi nó áp bích lá bồ đề nha. Mấy con hoang dã thái này nè, nó cũng y chang con ly hia đồng mình á, vô bọc như thế này á thì nó nhạt màu. Ở đây cũng đang giao cho anh em một số nè, đó về anh em dưỡng là ok, nó sẽ hồi phục màu nha.